Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm. Hôm nay cả nhà mình có chuyến du lịch sang thành phố Dallas, Texas. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở thành phố Dallas, Texas có gì đẹp nha. Xin mời các bạn hãy theo dõi gia đình mình cho chuyến du lịch Texas lần này. Thì hiện tại là mình đang đứng ở chỗ cây cầu đi bộ Trinity Rose. Thì bạn thấy nè, cái cầu phía sau mình rất là đẹp luôn, rất là đẹp, cái kiến trúc rất là hiện đại. Và đó là cái cầu đi bộ, đó là cái cầu dây. Và kế bên là có một cái đoạn đường đi bộ cho người tham quan có thể đi bộ để mà ngắm được cái quang cảnh của cái cầu này. Thì xin mời các bạn hãy theo dõi mình xem có gì đẹp hơn nha. Đến với du lịch Texas lần này thì điểm đầu tiên, thành phố đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là thành phố Dallas. Dallas là thường được gọi là một thành phố của tiểu bang Texas của Hoa Kỳ và là thành phố lớn nhất và là nơi đóng quân của quân đội Dallas, với phần mở rộng đến các quận như Collin, Denton, Cowman và Rockwall. Với dân số điều tra dân số vào năm 2020 là 1.304.379 người. Đây là thành phố đông dân thứ 9 của Hoa Kỳ và là lớn thứ 3 của tiểu bang Texas sau Houston, San Antonio. Nằm ở phía bắc của Texas, thành phố Dallas là lõi chính của vùng đô thị lớn nhất ở miền nam Hoa Kỳ và là vùng đô thị nội địa lớn nhất ở Hoa Kỳ mà không có bất kỳ liên kết hàng hải nào với biển. Đây là thành phố đông dân nhất trong khu đô thị Dallas, khu vực đô thị lớn thứ tư trong cả nước với 7 triệu rưỡi dân. Địa điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó là cây cầu Margaret Hunt Hill. Ở nơi cây cầu này thì thu hút rất là nhiều khách du lịch, mỗi khi mà đến Dallas tham quan thì đều ghé ngang qua cây cầu này. Thì cây cầu Margaret Hunt Hill đây là một cây cầu ở tiểu bang Dallas, Texas, bắc qua sông Trinity. Cây cầu được đặt theo tên của một người tên là Margaret Hunt Hill, một nữ thừa kế và một nhà từ thiện. Cây cầu này được xây dựng như một phần của dự án sông Trinity, được thiết kế bởi Santiago Calatrava. Nó là một trong ba cây cầu được thiết kế lên để xây dựng như một chúa ba ngôi. Cây cầu thứ hai nó có tên là Margaret McDermott đã hoàn thành, và cây cầu thứ ba thì đã hủy bỏ kế hoạch. Cái nhịp cầu nối liền với cầu Ronald Cruz, một cây cầu đi bộ mà trước đây là cầu đại lộ lục địa kế bên. Thì mình đang đi trên cây cầu đại lộ lục địa song song với cây cầu Margaret. Để cái cầu này thì chỉ dành cho người đi bộ đi qua và tham quan những cái cây cầu Margaret này thôi. Thì trên cái cầu đi bộ này thì cũng có những trò chơi dành cho thiếu nhi và những cái gian hàng quán bán những cái bánh kẹo cho những người mà đi du lịch tới đây để phục vụ ăn uống. Cây cầu Margaret Hunt Hill này nằm song song với cây cầu đại lộ lục địa và nó được đại diện cho kết nối liền mạch đầu tiên giữa Tây Dallas và đường cao tốc Woodrow-Kroger, trung tâm thành phố Dallas và các điểm xa hơn ở phía Bắc.
người đi làm sẽ băng qua sông Trinity và có thể chọn kết nối với Woodrow Wilson, Riverfront Boulevard và đại lộ IH-35. Gia đình mình đến đây tham quan vào buổi chiều khi mà buổi mặt trời vừa chạng vạng dạng tối, thì cái thành phố Dallas bắt đầu lên đèn. Thì đứng trên cây cầu đại lộ lục địa này thì mình vừa có thể ngắm được cây cầu và ngắm được cả thành phố Dallas vào buổi tối khi mà lên đèn rất là lung linh rực rỡ như thế này. Cảnh quan xung quanh rất là đẹp luôn, thì mình có thể đứng đây và ngắm được quang cảnh xung quanh. Ngay dưới chân cầu của Margaret Hunt Hill thì có một cái công viên nhỏ mang tên là Oak Park Trinity Rose. Thì cái công viên này nó là rất là nhiều hàng quán bên trong, và mình đi tới đây trong cái thời điểm mà những ngày lễ Giáng sinh đang cận kề, cho nên là người ta trang trí những cái đèn Giáng sinh rất là rực rỡ. Thì cái Oak Park Trinity Rose này còn gọi một cái tên khác gọi là vườn bia. Cái Oak Park này ở thành phố Dallas, Texas là hơn cả một vườn bia, là một nơi để chúng ta có thể tạo nên những kỷ niệm đẹp, đi chơi với bạn bè trong khu Trinity Rose xinh đẹp và nhâm nhi những ly cocktail thủ công mát lạnh, sảng khoái, và những ly cocktail đông lạnh dưới ánh sáng rực rỡ của mùa Giáng sinh. Phong cách trang trí ở đây có cái nghệ thuật gọi là graffiti của những nhà tổ chức, thì họ rất là đẹp, được thực hiện ngay tại nơi này, cũng do những nghệ danh của địa phương thực hiện, mang đến cho cái Oak Park Trinity Rose một sự rung cảm độc đáo mà chúng ta không thể bỏ qua. Thank you.
một phần nhỏ của thành phố Dallas về đêm, khi mà mình ngắm nhìn từ trên xa lộ khi mà đang lái xe đi ngang qua cái thành phố lớn. Tiểu bang Texas là nơi tập trung rất là nhiều những người Việt Nam. Thì sau khi mà đi ngắm những cây cầu về đêm thì mình sẽ ghé qua một cái quán gọi là hủ tiếu Mỹ Tho để ăn tối. Thì lúc mình tới thì cái quán này cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, nhưng mà mình cũng kịp order những cái món ăn cho gia đình vào buổi tối ăn xong trước khi về. Thì mình hôm nay mình sẽ gọi một cái món gọi là chả giò, một tô hủ tiếu Mỹ Tho đặc trưng của quán và một phần canh chua cá kho tộ mang âm hưởng quê nhà, ăn để nhớ về quê, cho nên là dù cho đi đâu thì vẫn không có quên cái những cái món quê, không nó đã thấm sâu vào con người của chúng ta. Thư giãn cùng với gia đình mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.